Vừa đi qua cục cảnh sát, không có vấn đề gì. Hôm nay trời rất là xanh, như ngày nào cũng xanh như thế. Thời tiết ở Sứ Ôn Đới nó khác, dù hơi ô nhiễm một chút so với các thành phố khác, nhưng mà vẫn rất là dễ chịu. Mà hôm nay thì không khí ở đây rất xanh. Có thể dùng cầu vượt này để qua đường luôn, phóng xe máy thẳng lên. Ngay bên tay phải là khu căn hộ của giải phóng quân, cho nên mình không được quay. Chiếc cầu vượt dài ghê, đi mãi không hết. Nói chung là camera ở Trung Quốc thì khắp nơi. Nếu bạn đi Singapore, bạn thấy Singapore cũng như thế. Thì giữa thủ đô Bắc Kinh cũng có rất nhiều các cơ sở của quân đội, và nó ở rải rác khắp nơi. Những căn nhà như thế này ở Bắc Kinh chắc cũng phải 30 đến 40 năm tuổi rồi. Tuy nhiên thì nhà nước chỉ cho sở hữu 70 năm thôi. Tức là nếu như bạn bỏ 10 tỷ hay là 20 tỷ, chắc là phải nhiều hơn. Nếu như bạn bỏ ra khoảng 20 đến 25 tỷ để mua căn nhà này thì bạn cũng chỉ ở được trong khoảng 40 năm tới thôi. Căn nhà chỉ có 4 tầng mà không có thang máy. Và thiết kế bên trong thì rất là cũ. Và diện tích cũng bé nữa. 45m² mà họ chia thành 2 phòng ngủ thì ở kiểu gì? Những cụ ông cụ bà áo đỏ này là tình nguyện viên, thường sẽ đứng trực ở các ngã tư, các nhà ga, tàu điện, ga xe lửa. Họ làm tình nguyện rất là nhiều. Đây là trường đại học sư phạm Bắc Kinh, có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất ở Trung Quốc về ngành sư phạm.
và giáo dục học. Ngày trước mình suýt thì vào trường này. Thật ra mình đã được trường này nhận rồi. Tuy nhiên thì mình đã đổi sang tuy nhiên thì cái ngôi trường hiện tại của mình đã nhanh tay hơn và đã kéo mình về. Nhưng các trường đại học của Trung Quốc họ có truyền thống trong việc là giành giật sinh viên giỏi bằng nhiều hình thức khác nhau. Và mình là một sinh viên quốc tế cũng không phải là một người trình độ xuất sắc lắm, nhưng mà họ cũng có chính sách để ưu tiên, để cạnh tranh trong việc tuyển sinh. Ok, video điện ảnh hôm nay đến đây thôi. Goodbye, tạm biệt.